Xin chào các bạn, video này Giang sẽ hướng dẫn các bạn cách ghép nhiều cái file PDF lại thành một file duy nhất. Thì khi các bạn đo tài liệu trên mạng vì một lý do nào đó, người ta sẽ chia tài liệu ra thành làm nhiều phần khác nhau ha. Và chúng ta sẽ ghép lại thành một file để chúng ta dễ lưu trữ, dễ quản lý. Cách làm như sau ha. Mình sẽ mở cái file số 1 lên. Ở đây mình sử dụng phần mềm là Wasif Phantom. Sau đó các bạn sẽ cho cái panel view by thumbnail and reorder by này nó hiển thị ra. Cái này dùng để quản lý các cái trang của file PDF. Ví dụ nó chưa hiển thị thì các bạn sẽ bích lên biểu tượng này cho nó hiển thị ra. Rồi di chuyển đến cái trang cuối cùng. Tất nhiên mình chèn cái file thứ hai, nó sẽ cái trang của file các file thứ hai nó sẽ nằm ở dưới trang cuối cùng của file thứ nhất lại. Ở đây mình chọn vào file thứ hai và mình kéo thả vào cái phần cuối, thả vào cái trang cuối cùng. Các bạn thấy cái trang của file số 2 nó sẽ được thêm thêm vào, và tương tự như vậy các bạn có thể thêm file số 3 vào, thêm file số 3 vào đó. Tới đây các bạn có thể load đè lên cái file số 1 hoặc là load ra thành một cái file mới bằng cách chọn vào file CSS. Rồi, ở đây mình đặt tên là Servo đi chẳng hạn, hoặc là Servo Full. Rồi, mình load lại. Đó, như vậy là chúng ta đã gộp ba cái file nhỏ thành một file lớn. Video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.